cái điều sai của những người đi đánh bạc, của những người chơi đề, chết ở chỗ là cố gắng cover lại cái mất mát trong quá khứ. Hãy quên nó đi. Đã xóa cờ đánh lại thì quên chuyện quá khứ đi, chúng ta làm lại từ đầu. Tôi nói nghiêm túc, chúng ta càng tham, càng khát máu, càng lao vào để cứu lại những cái gì đã mất, lấy lại những gì đã mất, chúng ta càng chết. Lúc đó chúng ta mất tỉnh táo. Lúc đó không phải là lúc chúng ta xuống tiền. Chúng ta hãy chấp nhận, bởi vì khi chúng ta xét rồi, giống như là đừng bao giờ bỏ trứng vào một giỏ, đúng không? Hãy có tiền, chúng ta hãy chia vào nhiều phong bì. Cái phong bì này để nuôi gia đình, cái phong bì kia để cho bố mẹ, cái phong bì này để dành mua bảo hiểm cho con sau này đi học hành, cái phong bì này là đi mua vé số, đúng không? Cái phong bì này để đánh lẻ. Đừng rút phong bì nọ bỏ sang phong bì kia. Đấy, đấy là thủ thuật đầu tư.